Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android thông qua ứng dụng order food được thực hiện tại website mylab.vn. Mình tên là Chế Công Bình. Ở bài trước là chúng ta đã được các bạn? À, chúng ta đã được à, thêm thêm học cách thêm một loại sản phẩm đúng không? À, một loại thực đơn đúng như các bạn và chúng ta load cái loại thực đơn nó vào trong cái pinner của chúng ta. À, nhưng chúng ta chưa xử lý gì cả đúng không? Rồi. Tại vì sao các bạn thấy là khi chúng ta thêm một thực đơn á, có phải là chúng ta còn có tấm hình nữa đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý tới cái việc mà chúng ta mở cái tấm hình đây các bạn thấy được rằng là gì có phải là khi chúng ta lít vào tấm hình à các bạn lưu ý là chúng ta lít vào tấm hình thì sao đây các bạn à nó phải gì nó phải có nó phải có một cái chọn lựa nào đó cho chúng ta mở tới gallery đúng không nó chờ giống như giống như vậy nè đó nó có một cái chọn lựa nào đó cho chúng ta mở vô cái gallery hoặc cái photo nào đó thì chúng ta lít vào cái gallery ha à, thì gì à nó sẽ mở ra những cái tấm hình trong gallery giống như thế này và khi chúng ta chọn một tấm hình nào đó đúng không Chúng ta chọn một tấm hình nào đó, đó thì sao các bạn? Thì nó trả ra cái đường lên tấm hình này cho cái gì? Cho cái mịch view chúng ta. Được chưa? Vậy làm sao chúng ta làm được cái này? Thì mà để để mà mở lên à, mở lên được cái này là người ta gọi là intent chooser. Ha, à, thì cái intent chooser nó sẽ cho phép chúng ta set cái tay Ví dụ như chúng ta muốn mở lên một cái chooser giống như vậy, chỉ gỡ bao gồm những cái hình ảnh thôi thì chúng ta sẽ set cái tay nó là cái image. Ha, à, vậy làm sao chúng ta tạo intent chooser? Rồi đã lúc nãy mình nói là intent user đúng không? Và chúng ta phải khai báo intent ha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt sự kiện list cho thẳng Button image hình thực đơn này. Thì ở bài trước là chúng ta chưa khai báo nó nào, bây giờ chúng ta sẽ khai báo nó. Image view image hình thực đơn. Rồi chúng ta tìm nó bên giao diện. Image hình thực đơn bằng file view bài đi r.id image hình thực đơn. Ép kiểu nó. À, chúng ta ép kiểu nữa ha và chúng ta sẽ xét sự kiện list cho nó đúng không thì chúng ta cần list nó mà chấm à, set on list listener Điết. rồi chúng ta tạo thêm một cái các bạn tạo thêm một cái key ha thì này phải gì thì này phải read ha rồi chúng ta mới tạo được một cái key nữa lại rồi chấm id chấm imit hình thật đơn có nghĩa là khi chúng ta list vào hình thực đơn á dần dần nè list và bây giờ các bạn thấy là chúng ta lít vào hình thực đơn thì chúng ta cần phải tạo một cái intent user đúng không nhưng trước khi tạo intent user chúng ta các bạn chúng ta cần mới biết được là intent user này nó mở làm mở những cái ứng dụng mà cho phép chúng ta mở hình hay là mở một cái ứng dụng cho phép chúng ta mạng xã hội chẳng hạn là mở ứng dụng mà cho phép chúng ta mở vấn phải mp3 chẳng hạn đúng không vậy chúng ta cần phải khai báo cái intent để định cái thai cho cái intent user ha intent mở hình bằng new mình sẽ new một cái intent rồi chúng ta sẽ định cái thai cho con chúng ta gọi y mở hình chấm set thai. Chúng ta là gì? Hình ảnh đúng không? Thì đây chúng mình sẽ là image. Đuôi là gì? Sao? Có nghĩa là nó sẽ mở tất cả những cái nào mà có file mở được file hình ảnh có với tất cả các đơn dạng đuôi. Sau đó mình gọi star activity for Result. Tại sao mình lại gọi activity for Result, các bạn? À có phải là mình cần khi mà mình mở tấm hình lên như vậy. Đúng không? Mình click vào tấm hình thì có phải là mình cần nhận vào đường dẫn của tấm hình không? đúng không thì khi mà mình cần khi mà mình mở Intent user vào mình cần nhận đường dẫn tấm hình thì sao bạn à nó phải trả vào trong cái activity user cho mình để chi để mình load nó lên à load nó lên cái giao diện của mình đúng không để mình biết là mình đã chọn được ha và đồng thời mình lưu lại cái đường dẫn đó để mình lưu vào cơ sở dữ liệu được chưa rồi bây giờ mình sẽ gọi tạo một cái intent user intent chấm create user target này đúng không các bạn thấy là đòi hỏi target thì chúng ta là gì y mở hình y mở hình ha không phải y hình thực đơn và cái từ, cái tiêu đề ví dụ như đây là chọn hình thực đơn à, mình ví dụ là vậy chọn hình thực đơn sau đó các bạn thấy là gì chúng ta đang xài ta for the show vậy là mình định thêm một cái request code ha cấp này ví dụ như đây là cái gì các bạn mở hình đi ha request code mở hình ở đây là không mình không định một ba cái mình định một hai ba cũng được không thành vấn đề gì cả ha một hai ba rồi mình chuyển cái request code mở hình này vào tại tvt vorizo của mình đâu rồi đây được chưa các bạn được rồi đúng không bây giờ chúng ta gì ừ chúng ta chỉ cần qua đây chúng ta xét thôi đúng chưa nào nếu ngược lại đúng không ngược lại nếu request code chúng ta request code bằng à, request code đây đúng không nếu như các bạn thấy là nếu như nó không phải trường hợp nếu như cái request code gọi chúng ta không phải là thêm loại thực đơn thì nó là gì thì chúng ta ngược lại chúng ta kiểm tra xem là request code chúng ta có phải là là các bạn à, mở hình ha mở hình đó nếu như nó là vậy nếu như là cái thằng gọi tới cái gì tại tivi TV show là thằng mở hình thì sao các bạn À, mình tiếp tục mình xét xem Rezo code của nó thì khi mặc định á khi cái mặc định của bạn chọn sang tấm hình á thì nó sẽ là activity Rezo ok ha chấm Rezo ok à, nó sẽ mặc định là vậy rồi nếu như nó mở được tấm hình thì sao chúng ta cần lấy đường dẫn của tấm hình đúng không nào vậy là mình thử uh, xuất cái đường dẫn tấm hình cái đi lock chấm d ha mình xuất một cái lock ra cho các bạn xem ví dụ như đây là đường dẫn phải data chấm Get uh, Get data Nó sẽ trả ra cái URI ha các bạn ha Get data Rồi Mình cho nó là một cái chuỗi Để cho nó khởi báo lỗi Được chưa Rồi bây giờ mình chạy lên thử ha Rồi chúng ta sẽ OK Và bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập vào ha các bạn Mật khẩu Vô Rồi chúng ta chọn thực đơn Chúng ta bấm vào nhân viên bấm vào tấm hình các bạn thấy là gì à chọn hình thực đơn nào có giống như cái tên mình đặt đây không các bạn giống đúng không nhưng các bạn thấy là gì đây à tại sao chúng ta sẽ cách tay là mệt rồi nhưng mà đây nó mở là gì bluetooth contact photo các bạn thấy là gì những cái nào liên quan tới image là đều có hết mà gmail cũng có image vậy đúng không photo đây rất là nhiều những nói chung những nào có image là nó nó liệt kê hết vậy chúng ta cần lọc ra nữa lọc ra chi tiết hơn là chúng ta chỉ lấy những thằng nào mà nó có content là dạng mệt thôi đúng không nào Vậy chúng ta sẽ set action cho thằng thằng này. Ngoài cái việc mà chúng ta set tay chúng ta sẽ thêm cái thằng set action là instant chấm action get content. Và chúng ta chạy lên lại. Rồi ok hả các bạn. Rồi chúng ta đăng nhập lại. Mật khẩu. Đồng ý và bây giờ chúng ta vào lại thực đơn lít vào bấm lại tấm hình thì bạn thấy gì đây à nó gì đây ga nó lọc ra được đúng không nó lọc ra những à, những thằng nào chứa hình thôi cho phép có nghĩa là những thằng nào cho phép chúng ta chọn hình đó hai bạn ha thì nó sẽ liệt kê ra thì nó lọc lại nó chỉ có là ba cái là file manager gallery và photo à rồi mình chọn gallery đúng không mình lít vào tấm hình con cá này đi à, nhìn hấp dẫn hả các bạn rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là cái đường dẫn nó có dữ liệu hay không ha đường dẫn có các bạn đây nó trả ra mình là gì các bạn đường dẫn của tấm hình được không à, nó trả ra đường dẫn của tấm hình rồi bây giờ là nhiệm vụ nhiệm vụ của chúng ta là quan trọng nè có nghĩa là khi chúng ta chọn vào tấm hình các bạn thấy là chúng ta chọn vào tấm hình có phải là nó trả về nó trả lại về, về lại cái app cho chúng ta đúng không vậy làm sao mình chọn vào tấm có cái làm bây giờ là khi mình chọn vào tấm hình nó trả về cái app thì cái này nó phải hiển thị hình con cá đó cho mình đó các bạn nó phải hiển thị hình con cá đó cho mình chứ mình không muốn nó hiển thị cái hình mặc định mình xét đây à làm sao mình hiển thị hình con cá đó à vậy bây giờ là nhiệm vụ của mình đây mình biến cái đường dẫn này thành một cái tấm hình được các bạn vậy là đường dẫn chúng ta đã lấy rồi đúng không làm sao chúng ta biến nó thành tấm hình rồi để biến nó thành tấm hình các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái gọi là bitmap à bitmap thì nó hỗ trợ rất nhiều thì có một số bạn nghĩ như vậy các bạn thấy là à chúng ta có mệt view rồi đúng không vậy chúng ta chỉ cần truyền đừng dẫn vào thôi là được rồi mình thử ha image thật đơn của mình vậy mình thử xét coi đây các bạn thấy là nó có bao nhiêu phương thức cho chúng ta xét tấm hình xét một cái bitmap đây mình gõ thẳng chữ image luôn đi ha xét một cái bitmap xét một cái resort đúng không xét một cái alpha xét một cái rabo icon uri có không đây có đúng không truyền vào ha uri thử xem Ờ à, chúng ta có gì các bạn data đúng không Chấm get data. Được chưa nào? À, chúng ta chạy lên thử. Rồi ok. À các bạn thấy là rõ ràng nó có ai đúng không? Thì chúng ta tại sao chúng ta không tận dụng ha. À. Rồi mình đăng nhập lại. 56 thật đơn rồi mình vào gallery ha mình chọn hình con tôm đi vậy có con tôm các bạn có đúng nào đây rõ ràng có tấm hình con tôm đây đúng chưa vậy là chúng ta gì à chúng ta đã lấy được dựng dựng tấm hình và chúng ta xét cho cái thằng image view rồi thì có một số bạn không chạy image view thì nó sẽ không nó có thể là nó sẽ không có xét image view ra như thế này đúng không mà nó chỉ cho phép chúng ta xét một cái bitmap và một cái một cái bitmap và một cái gì nhỉ Uh, đâu nhỉ vào cái bitmap đúng rồi một cái bitmap vào cái bò rồi nếu như các bạn sẽ email button thì mình sẽ dẫn các bạn một cách để bạc ha nghĩa là mình, mình một cách để bạc từ từ cái đường dẫn từ cái đường dẫn rồi này chúng ta sẽ bạc về bitmap thì chúng ta làm như thế nào ha mình sẽ dẫn các bạn một cách vì các bạn khai báo cho mình một cái bitmap thì mình sẽ dẫn cách này ha nếu như bạn nào mà chừng ở các bạn xài email button để uh, email button như là một cái sự kiện lít đó một cái bitmap bằng bằng cái gì các bạn ấy là được là chúng ta cần chuyển đổi sang hình ảnh đúng không đúng các bạn thì một số bạn nghĩ là chúng ta sẽ xài bitmap factory chấm đi cái gì đó đúng không chúng ta đi code các bạn thấy là nó có dư ra không ở đây nó có đi code ra các bạn không có đúng không thất bại chúng ta không thể xài không thể nào xài bitmap factory được ha à, rồi các bạn suy nghĩ nè lúc này các bạn sẽ nghĩ tới là hình ảnh thuộc về các bạn thuộc về media đúng không nó thuộc về đi media và nó có tay là gì à tay là image tay là hình ảnh vậy chúng ta thử kiểm tra xem trong hàm media image đó nó có hàm nào mà cho phép chúng ta truyền vào cái điều để cho nó biến thành giữa bitmap hay không vậy chúng ta thử khai báo media được chưa các bạn thấy là media nè các bạn lưu ý là media này các bạn các bạn phải chọn tương ứng này nó có ba loại media lận một cái là media của thẳng image một cái của audio và một cái của video chúng ta đang cần nào các bạn image thì mình chọn image à đây media image mình chấm get bitmap đúng không các bạn lúc nãy lúc này là ghép bitmap nó cho phép chúng ta truyền vào một cái content resolver và một cái URI à, một content resolver thì mình chỉ cần gọi get content resolver và cái URI của mình là cái gì bạn data chấm get data nó bắt chúng ta try các đó sau đó các bạn chỉ cần gì các bạn chỉ cần gọi tấm hình của mình à rồi mình comment này lại các bạn chỉ cần gọi tấm hình chấm xếp bitmap thôi chuyên bíp vào rồi chúng ta thử ra được không ha thì đây là một cách ha nếu như các bạn nào xài image button hay là bất cứ một cái view text view hay một cái nào đó để thay thế cho cái thằng image view thì thị hình ảnh đó, thì nó không có set gì image URI thì chúng ta có thể là làm được cách này thì set image URI các bạn trong đó nó làm y chang cách này luôn ha nó không khác gì hết đó rồi chúng ta vào đây đăng nhập vào lại mật khẩu đồng ý chúng ta chọn thực đơn chọn thử tấm hình gallery à, rồi chúng ta chọn hình con cua được không các bạn vẫn được đúng không các bạn thấy là vẫn được như thường đó đúng chưa nào rồi thì các bạn thấy là nhiều lúc đó, nhiều lúc người dùng không chọn không chọn hình mà người dùng bấm back ra thì chúng ta cần phải kiểm tra xem là gì cái hàng data này có khác luôn hay không thì chúng ta mới thực hiện code này ha thêm một cái nữa và data chúng ta phải khác luôn thì chúng ta mới thực hiện code đó còn bằng null thì nó không chạy gì hết được cho các bạn rồi. Xong, chỉ có như vậy thôi. Thì các bạn có thể xài hai cách, Mà một là các bạn sàn này. Hai là các bạn sàn này. Thì các bạn thấy nào tiện lợi hơn thì tùy các bạn ha. Thì như vậy ngày hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cách xử lý hình ảnh bằng cách chúng ta sẽ gì? Sử dụng một cái intent chooser để chúng ta tạo ra một cái chooser như thế này và chúng ta chọn hình ảnh trong bất kỳ gallery hay là trong file manager gì đó của chúng ta. Đúng chưa các bạn? Ba bài, bài sau, bài ngày hôm sau chúng ta sẽ tiến hành thêm thực đơn vào xử lý cái công việc mà chúng ta thêm thực đơn vào trong cơ sở dữ liệu chúng ta sẽ thêm như thế nào chúng ta sẽ bằng cách nào mà khi chúng ta chọn món xào món hấp này bằng cách nào mà chúng ta sẽ lấy được id của thằng test view món xào cái chữ xào này đúng không bằng cách nào đó chúng ta sẽ lấy được cái tag nó để chúng ta gì lấy được cái id à, và bằng cách nào chúng ta lưu cái đường dẫn này vào trong cơ sở dữ liệu ha à, các bạn xin chào và hẹn lại các bạn